Đây là chương trình Siêu âm tướng Pháp với chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt, Sovagio và Mộng Lan. Đây là chương trình siêu âm tướng Pháp với chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovacho cùng Mộng Lan với ông Kính của Luân Trường. Mộng Lan xin kính chào thầy. Dạ, xin chào cô Mộng Lan, xin chào tất cả quý cụ ông bà, anh chị em đang lắng xem và theo dõi. Lời nói đầu tiên, Mậu Lan xin được cảm ơn tất cả quý khán thính giả ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị đã email cho thầy và hỏi cái cách để mà trả tiền cho thầy để thầy có thể chấm cho quý vị một lá số tử vi trọn đời với phần tương lai rất là chính xác. Và có quý vị xem xong rồi, sau khi mà giới thiệu người nhà đến cho thầy thì quý vị có nói là thầy ơi, à, em phục thầy luôn tại vì thầy coi cho em đó 85 cho đến 90% chính xác. Những cái tương lai mà thầy đã nói nó đã xảy đến y chang như vậy còn những cái mà chưa xảy ra thì đó là lý do tại sao mà 10% còn lại em còn phải chờ nữa thì thưa với quý khán thính giả, Mộng Lan biết ơn quý vị khi mà quý vị xem YouTube và nghe được uh, lời giới thiệu của Mộng Lan về chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Survival trong cái tinh thần đó, thưa thầy thì ngay chính bản thân Mộng Lan bốn năm rưỡi về trước thầy cũng coi cho Mộng Lan và những cái chuyện mà thầy nói đó nó xảy ra y hệt như vậy, tại vì khi Mộng Lan nghe lại những cái gì mà thầy tiên đoán cho Mộng Lan bốn năm rưỡi về trước đó thì từng giai đoạn đó là nó xảy ra y chang như vậy uh, thì thầy có thể cho quý khán giả biết là cái phần tướng pháp nó quan trọng như thế nào đối với một cái lá số tử vi trọn đời. Trước đây thì đâu có các quý vị mà chim tinh gia mấy ông thầy mà xem tử vi đó đâu có cần đến tướng Pháp thưa thầy chỉ cần ngày tháng năm sinh là họ có thể bốc được một lá số tử vi rồi nhưng có lẽ đó là lý do tại sao mà phần tương lai không được có được chính xác lắm đấy, thưa thầy. Thưa cô Mộng Lan thưa quý vị thưa tất cả các bậc thầy cũng cùng ở trong nghề như cô Mộng Lan hỏi tất cả các thầy trước giải tử vi mà không có cần cái phần tướng Pháp cô biết tại sao không là lý do nó như thế này là bởi vì đó là các cụ các ông à, ngày xưa à, nó chưa có được cải tiến ngày xưa nó chưa có được à, một cái sự xuất sắc ở trong cái à, phạm vi nghề nghiệp trong cái sự ăn học cho nên tất cả các thầy các cụ mà tuổi quý cả trăm năm bảy chục rồi trở về trước đó là họ họ không có một cái 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 cái, cái sở học uyên thâm giống như tuổi trẻ ngày hôm nay là như thế nào là bởi vì các cụ giải theo bài bản không à? đó trong cái bài bản à, chỉ biết bắt đầu là Tí sủ dần mẹo quẹo tay thình tức sủ mùi cùi cẳng dần thân kỵ hợi đợi chừng nào nữa đây à, mà thưa thầy à? À, thưa thầy là mẫu la xin thưa với thầy đó là các cụ ngày xưa mà giải tử vi lại còn không cần cái giờ sanh luôn á thầy chứ không chừng đừng nói gì tướng pháp chỉ là ngày tháng năm sinh rồi gửi cái cái ngày tháng năm sinh đến cho cho quý quý cụ rồi quý cụ thâu cái cassette sau này là cd rồi gửi đến cho mình thôi đó cho nên nó là các cụ cứ nhắm theo ở trong tất cả các cái vị sao đó rồi cái phỏng đoán à, cái đó nó đúng nhưng mà cái đúng đó nó không có xuất sắc thật ra tôi nói cho quý vị nha nếu muốn ở trong khoa chiêm tinh học nhiều môn lắm chứ không phải là một môn đó mỗi một con người nó cũng tuổi đó đó nhưng mà người tướng thủy nè người tướng hỏa người tướng mộc người tướng kim nè người tướng thổ nè đó cho nên mình phải cần cái tướng Pháp Bởi vì cái tướng Pháp nó nói lên cái cốt cánh của con người Nó hết là trên 50% rồi cô Đó nó là như vậy Cũng như cô cô tuổi này cô tướng này Nhưng mà người ta cũng tuổi này Nhưng mà tướng của người ta lại là tướng khác Có thể nó bự hơn giống như cái tủ lạnh Đó giống như là nguyên một cái khối mở, Kêu bằng là biết di động đó rồi có những người bắt đầu ôm tòng ôm tèo có những người lại là cao lồi xương là tất cả cho nên tôi mới nói ví dụ như người tuổi tý nó có 52 tướng của người tuổi tuổi tý xem khoa chỉ tay cũng vậy đó nó có 52 bàn tay xem cái tướng tóc nó có 52 tướng tóc tất cả không ngoài đó là cái con số 52 đó cho nên chính vì những lẽ đó tôi cũng thường nhấn mạnh một cái tiếng rằng tướng nó bất cập số số nó bất cập tướng quý vị biết không có những người á nhìn vô thấy giống như là cái phường mà bắt đầu á, là à, 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 bụng bụng beo beo. À. nhìn thấy cái tướng pháp nói thật sự nhìn thấy cái là nó ám chướng nhìn thấy coi như là nó nó u ám hết hộp mọi sự nhưng quý vị biết không những vị đó đó phần đông khách hàng của tôi đó toàn là nói chuyện mà tiền theo việt nam đó là hàng trăm tỷ hàng trăm tỷ đó Kêu bằng tiền tỷ tỷ không à đó cái tướng cho nên tôi mới nói là tướng nó bắt cập số số nó bắt cập tướng còn nhiều người sang lắm ô trù trà đồ vét nha tất cả những gì kêu bằng là oai nghi lắm nha nhưng mà đi làm đầy tới cho cái người kia đi làm coi như là trong công việc độ nhật qua ngày đó các bà cũng vậy các ông cũng vậy nhìn tướng sang trọng dễ sợ nhưng mà chết yểu đó những người cái tướng không ra một cái gì hết nhưng mà cái khoa số của họ phải nói rằng số triệu phú, số tỷ phú, đó kể cả ngay cái 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 bonsai này, kể cả ngay cái nam california này dưới bắc bắc california, nhìn người bắt đầu nhìn thấy rất đơn sơ, người ta không có có cầu kỳ, nhưng mà người ta giàu quá chừng luôn, do nơi đâu? do nơi cái cung phúc đức và cái số mệnh của người ta nó rất là tốt, cho nên tôi mới nói là tướng bất cập số số bất cập tướng, nó là lý do đó đó cô à, rồi nó cũng là vậy các anh các chị các cô các em cũng đừng lo nói tại sao tôi làm cả đời hoài mà tôi chưa có thấy tôi được có ánh sáng chưa có ngóc đầu lên thường thường á, con người á, mà phát tài á, mà trước của cái năm 32 tuổi á, nó có một cái vận mệnh rồi đến khi từ năm 32 trở đi à, nó cũng có một giận rồi từ á, 42 trở đi nó cũng có một giận năm hai trở đi nó cũng có một giận đó à, nó tùy theo À, mình cái khoa số của mình với lại cái tướng pháp của mình nó hợp ở trong cái mùa nào cái năm nào cái tiết khí nó mạnh nhất lục phủ ngũ tạng ở trong ta nó mới mở ra quý vị có tin không có những cái cây trồng bắt đầu là đúng 10 năm nó mới có trái đó có những cái cây trồng đúng 20 năm nó mới có bông và dạ, có trái thì con người của chúng ta nó cũng như vậy cho nên đó, là mình sở dĩ tôi mà tôi xem tử vi là tôi cần cái tướng pháp của người đó nó mới kết hợp với trong khoa số. Thì cái lúc đó mình giải số cho người ta cái phần à, giải của mình nó có cái sự là kêu bằng tăng trưởng rất là xuất sắc của Mộng Lan à. Yeah. Là như vậy. thưa khi mà thầy nói về tướng đó thì thầy coi cái tướng mặt của người ta nữa, chẳng hạn như chân mày như thế nào, mũi như thế nào, miệng như thế nào, à, hai lỗ tai như thế nào, rồi cái tướng như thế nào nhưng mà nó có một cái vấn đề, chẳng hạn như bây giờ đó, ngày xưa đó mà 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 Mộ Lan sinh ra đó thì giờ trước trước khi mà mà có con đó thì người rất là mảnh khảnh có có 85 89 pound là maximum. Rồi giờ lúc đó là cho là là Mộ Lan là cái tướng 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 tướng, tướng thủy đi, là tướng tướng nhỏ con phải không thầy? Bây giờ trước hết thầy hãy nói tướng về cái tướng như thế nào tướng là, là là tướng, tướng gì Dạ. cái tướng mà nhỏ con, đó, cái tướng mà nhỏ con xương, á cái nhỏ tướng nhỏ, à, nói chung á, là rất là lanh lẹ đó là tướng hỏa. Dạ. rồi bây rồi, giờ cho là mộng lan là tướng hỏa đi, ngày xưa là là ốm yếu, mà nghĩa là rất là nhỏ con, rồi bây giờ tự nhiên cái có con xong cái người nó bệ vệ ra, rồi nghe là cái cái cái, cái 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 thời gian nó càng ngày càng lớn tuổi thì nó càng ngày nó càng mập phì ra, thì lúc đó là thầy làm sao mà thầy chấm được cái lá số tử vi như vậy? À, thưa cô à mình mới kết hợp nếu mà cô có cái hình coi như ở cái thời quá khứ của cô à cái thân hình đó là tướng hỏa của cô à thì thầy sẽ giải ở cái giai đoạn đó à, nó là như thế nào kết hợp ở trong tất cả các cái đại hạn rồi bắt đầu cái cho đến cái chu kỳ hiện tại của cô giống như cô bây giờ đó là tướng đó, là tướng thổ đã tướng thổ đó là nó chắc nịch đó còn những người mà tướng thủy đó bất cứ đàn ông hay là đàn bà tướng phệ mệt mỏi lắm đã dư mở tất cả những gì tôi nói nha một ngàn người bất cứ quốc gia nào mà ai mà là người tướng thủy đó là phải nói là những người rất là nặng cân đi đứng rất là mệt mỏi tánh tình rất là dục chạc tại vì sao vậy tại vì kinh mạch của họ ở trong người nó không có thông quyết khí của họ nó thường đi ngược nó thường đi nghịch xui lắm coi như đó là làm ăn rất là xui rồi họ làm đâu trật đó cho nên chính vì những lẽ đó bắt đầu họ đâm ra họ bực dọc mà họ càng bực dọc chừng nào thì sự xui xẻo nó càng đến nhiều chừng nấy. Hỏi như vậy chuyển từ cái tướng thủy chuyển qua tướng thổ, tướng kim, tướng mộc được không? Được. Hỏi bằng cách nào phải cần đó là exercise đó Đã... nhưng mà Mộng Lan thưa với thầy là bây giờ cái hình này là thầy thấy cái hình này của Mộng Lan không? thì quý khán giả cũng đang còn thấy trên màn hình đó là ừ. cái hình này đó là ngày Mộng Lan 10 10 gần 18 tuổi ừ. đi lấy chồng và đó là ba của Mộng Lan ừ. à, là là giáo sư Trần Khánh đó. thì thầy thấy là lúc đó là Mộng Lan ốm nhom nhách đó thầy cái áo này là rộng rồi bây giờ á Mộng Lan như vậy chẳng hạn như lúc mà thầy chấm cái tử vi cho Mộng Lan lúc mà Mộng Lan đang ở cái 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 giai đoạn này nè thì á, bây giờ Mộng Lan thay đổi như vậy rồi cái lá số nó có khác không thưa thầy? À, có cô nó nó khác hoàn toàn nó nó khác trong một cái giai đoạn rất là nhiều luôn. Đó, à cái giai đoạn đó của cô thì cái giai đoạn mà phải nói rằng à, tuổi cô ấy còn rất là trẻ nhưng mà người này hứa muốn đòi làm dâu người kia muốn đòi à, làm à, xui gia tất cả những gì ở trong một cái tướng hỏa của cô trong cái giai đoạn đó đó cho nên à, cô thì không có muốn yêu cô thì không muốn lập gia đình nhưng tôi tin rằng ở trong cái tướng của cô vào cái giây phút đó đó kêu bằng à, người này muốn làm xui với cha mẹ cô người kia bắt đầu muốn cưới cô à, cho con của họ có đúng hay không thì cô nghiệm lại là rất là đúng thưa thầy nhưng mà Mộng Lan xin thưa rằng đó là 4 năm rưỡi về trước đó khi mà thầy chấm cái lá số tử vi trọn đời cho Mộng Lan đó thì Mộng Lan đã hoàn toàn không còn cái tướng hỏa đó nữa rồi thành ra mà làm sao mà thầy thấy được tại vì cái lúc đó Mộng Lan đến với thầy thầy cũng nói y hệt như vậy mà Mộng Lan chưa cho thầy coi cái hình này đó thì Mộng Lan muốn muốn, muốn biết là tại sao mà lúc đó cái tướng Mộng Lan là tướng mộc rồi nó không còn là tướng hỏa nữa mà thầy đã thấy được những cái chuyện mà lúc mà Mộng Lan mới um, còn con gái như vậy mà đã 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 đoán trúng như vậy thì ý Mộng Lan là muốn đưa dắt để mà thầy có thể giảng nghĩa cho quý khán giả biết là với cái tướng này mà thầy cũng vẫn có thể xem đúng được chứ không cần phải là 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 cái tướng này rồi sau đó thầy thầy luận đoán tương lai không có đúng là tại vì mình mập hơn chút hay gì mà thầy luận đoán tương lai rất là chính xác thưa thầy lắm cô Mộng Lan thật ra đó nó rất là khoa học mà con người ta kiểu cỏ cầu kỳ bào mè qua lá cành đó có những người hát dở mà cứ chê đó là rạp chặt đó nó là như vậy thì có gì đâu cặp chân mày là biểu tượng của cái lá gan và cái túi mật nó sanh ra bởi vì nó thuộc mộc đó một bên là quan văn một bên là quan võ tả phù hữu bậc mình nhìn ở trên cái cặp chân mày thì mình biết ngay cặp chân mày nó đại diện cho đó là gì đó là lòng nhân của con người hãy mà cặp chân mày nó lớn thì cái tướng pháp nó làm sao cặp chân mày nó mảnh thì cái tướng pháp ở thời quá khứ nó như thế nào nhìn ngay cặp chân mày rồi yeah. bắt đầu sẽ biết ngay yeah. đó, đó là cái lý do mộng lan muốn thưa với quý khán thính giả đó là tại vì đó mộng lan không hiểu sao mà lúc ngoài bốn năm rưỡi trước đây mộng lan đến lần đầu tiên với chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt Sovacho đó thì thầy nói về cái quá khứ mộng lan nó nó giống y hệt như là những cái gì đã xảy ra rồi cái lúc đó hiện tại thầy cũng nói rồi đó, khi đó thầy mới dự đoán tương lai thì trong vòng bốn năm rưỡi nay thì những cái gì mà thầy dự đoán cho mộng lan đó là mộng lan thấy là đúng gần hết rồi còn những cái chuyện mà xa vời hơn thì mộng lan chưa có đến nào long chưa có biết nhưng mà đó là lý do tại sao mộng lan mới mới thưa với quý khán giả là chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt survey show có một cái cách chấm tử vi tuyệt vời là vì thầy rất giỏi về dịch lý có phải không thưa thầy thưa cô á à, tôi á, thì tôi không có dám dỗ ngực xưng tên so với lại tất cả các bậc xích mi lão tổ ở cái thời quá khứ cũng như thời này nhưng nếu mà nói ở trên về vấn đề dịch dịch lý đó tôi nói thật với lại quý vị hầu như nó trở thành là một cái cuốn bách khoa tự điển rồi Dạ, và thầy đi đâu thầy cũng có thể uh, diễn giải được như là Mậu Lan đưa thầy lên Hoover Dam thầy nói luôn những cái những cái ống nước nó như thế nào thầy giảng theo cái cái dịch lý mà rất là hay thưa với quý khán giả à, đến đây thì Mậu Lan xin phép để được đọc số điện thoại để một quý vị nào uh, cần đến chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt Survival để chấm cho quý vị một lá số tử vi trọn đời phối hợp với phần tướng pháp rất chính xác về mặt tương lai thì cái câu hỏi được đặt ra đó là uh, thiên cơ bất khả lộ và thầy nói nói thịch tẹt ra cái 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 tương lai của người ta như vậy mà chính xác như vậy thì thầy có bị tổ hay không thì cái câu trả lời sẽ được trả lời trong cái phần sau của chương trình trong lúc này quý vị cần đến một vị uh, chim tinh gia uh, địa lý gia mà giỏi về vấn đề dịch lý để chấm cho quý vị một lá số tử vi trọn đời hoặc là xem địa lý phong thủy cho căn nhà hoặc là cơ sở thương mại của quý vị nếu mà quý vị ở ngoài hoa kỳ xin quý vị hãy email địa chỉ là đạt tấn lê một chín sáu chín at yahoo com đạt tấn lê một chín sáu chín at yahoo com quý vị ở trong hoa kỳ xin quý vị hãy gọi cho thầy ở số là bảy một bốn chín không chín bốn ba hai hai bảy một bốn chín 0934954322 và bây giờ mời quý vị theo dõi phần giới thiệu của Mộng Lan về chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt Survival. Mộng Lan sẽ trở lại ngay sau cái phần giới thiệu này phong thủy là một học thuyết có nguồn gốc từ thời cổ đại chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió hướng khí mạch nước đến vận mệnh phúc họa của đời người muốn cho máy ấm của quý vị có nhiều tiếng cười mọi người sống trong hạnh phúc bình an muốn cơ sở thương mại của quý vị có đông khách hàng cách vào lúc nào cũng vui vẻ hài lòng và sẽ trở lại xin gọi chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt để thầy đến nhuận sắc lại phong thủy cho quý vị với một giá cả thật phải chăng bảy Đời người là một cuộc hành trình biết bao hạnh phúc, sung sướng, khổ đau, thành công và thất bại Đôi khi làm chúng ta chán nản với cuộc sống hiện tại Vì không có câu giải đáp để chúng ta có đủ can đảm tiến bước Mộng Lan xin hành giới thiệu đến quý vị Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt đã bắt đầu được làm thầy lúc 12 tuổi Chuyên về siêu âm tướng Pháp, tử vi, bói bài bát quái cửu cung, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch Muốn tìm hiểu thêm về số mệnh cuộc đời mình, xin gọi để lấy hẹn với chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt trong cùng ngày ở số 714 909 4322 909 4322. và đó là phần giới thiệu của Mộng Lan về chim tinh gia, địa lý gia lên tiếng đạt Sovacho Thưa với quý khán thính giả có rất nhiều quý vị à, nói là thầy thờ ma xó hay là thầy có một cái à, à, vong linh nào đó theo thầy nên thầy nói rất đúng. Thưa với quý khán thính giả không bao giờ có chuyện đó, tại vì lúc đầu Mộng Lan cũng tưởng là thầy như vậy nhưng mà khi mà Mộng Lan được làm việc với thầy 4 năm rưỡi nay đó thì Mộng Lan biết là thầy không có thờ ma xó nhưng thầy tổ của thầy rất là linh thiêng. Thành ra đó là Mộng Lan xin thưa rằng là khi mà thầy tiết lộ cho quý vị về cái tương lai đó thì có rất nhiều quý vị thấy những cái chuyện mà thầy tiết lộ đúng thì quý vị có nói rằng là thứ nhất là như vậy thì biết được tương lai rồi mình không có còn cái gì để mình trông đợi cái đó cũng không đúng lắm là tại vì có nhiều khi cái tương lai mà có những cái chuyện xấu hay có một người nào đó mà xấu muốn hại mình muốn lợi dụng mình thì mình phải biết để mà mình ngăn ngừa thưa quý vị và thứ nhì nữa là quý vị nói rằng là nếu mà mà biết rằng về tương lai như vậy đó thì thiên cơ bất khả lộ thầy có bị tội hay không thưa thầy Thưa cô Mộng Lan, thưa quý vị, người ta nói thiên cơ bất khả lộ rồi rồi, 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 rồi sợ mang tội nghiệp trướng với bề trên ra tất cả những gì đó đó. Chúng ta cái đó đúng nhưng mà nó trật lắc à. Nó trật là ở cái chỗ nào? Nếu mình không lộ thì làm sao người ta biết? Nhưng mà mình lộ phải cho đúng người, còn mình lộ không đúng người thì bắt đầu á chính cái ông thầy đó đó không bị phù mỏ thì cũng bị trúng đánh. Nó là như vậy. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái con người đó mình không có nên nói thì tại sao mình phải nói muốn học nói phải đặt tiền tổ chứ đừng có đứng đầu bối đó đó đừng có đứng đầu bắt đầu cái lạ hô phong quán võ đó cái nghiệp này cái lúc thực tập là chỉ mình chỉ nói ở trong gia đình mình thôi còn về vấn đề khi mà bắt đầu mình đã chuẩn rồi bước lên làm thầy rồi phải có tiền tổ thì mới nói không có tiền tổ xin lỗi nha tôi mắc trồng rau tôi mắc học bài tôi mắc làm những cái việc khác đã... nhưng mà thưa với thầy là trong quá khứ đó thầy đã tiên đoán được uh, những người khách của thầy, những thân chủ của thầy đó mà chồng của cái người đó uh, sẽ qua đời trong vòng 4 tháng mà cô nói rằng uh, lúc đó chồng cô rất là khỏe mạnh mà tại sao lại như vậy tại vì cô nói là chồng cô với cô đó rất là khắc khẩu với nhau, suốt ngày cãi nhau đến nỗi mà cô chán, cô muốn ly dị anh ta nhưng mà có lẽ duyên nghiệp chưa có hết thành ra cô vẫn ở với anh ta nhưng mà khi cô đến với thầy thầy nói là đừng có cãi nhau nữa, hãy để dành 4 tháng, 5 tháng còn lại để mà săn sóc cái người chồng đó đi tại vì ổng sắp uh, từ giả cõi đời nhưng mà làm sao mà thầy biết được cái đó mà thầy nói cho người ta nghe nói cho cô vợ nghe như vậy đó như vậy thì thầy có bị tội không thưa cô mộng lan không có sợ bị tội mà tôi còn được phước nữa đó hỏi được phước là như thế nào là bởi vì tôi mách bảo cho cái sự đúng hết tất cả mọi sự còn nghe thì vị đó có phước còn không nghe thì do nơi cái vị đó mà thôi chứ còn tôi làm cái ngành đó thuật số chiêm tinh này nên tôi mới nói cái, một cái câu hành nghề chiêm tinh dụng số như dụng binh quan trọng vô cùng việc tử sinh đến bậc siêu chim tinh khổng minh còn thiếu sót huống chi chim tinh gia lê tấn đạt sù và châu của tôi kém lý cũng không tin cho nên rất ư quan trọng Đấy mà khi mình nói cho nên chính vì những lẽ đó mình mách bảo ai tin thì người đó được phước, ai không tin thì người đó không nhận được cái phước đó, nó là như vậy. Còn hỏi à tại sao tôi biết người đó đến chu kỳ đó họ chết? hay là đến chu kỳ đó họ không chết tại vì có một bác bác lớn tuổi rồi mà thầy nhớ rồi gì bác đó lớn tuổi rồi và nói là ung thư kỳ thứ tư à, sắp đi thành ra chỉ còn có vào khoảng mấy tháng nhưng mà cho đến bây giờ là năm mấy rồi phải không thầy lần cuối cùng mà bác đưa những cái trái cây quý lên để mà biếu thầy à, chắc là bác biết con nói là bác là ai rồi đó thì là bác vẫn sống như thường mà trong khi bác sĩ đã chẩn đoán là bác chỉ còn có mấy tháng là mất phong thầy dạ thưa cô rất là đúng là bởi vì sao cái bác đó ở bên Mỹ này nè rồi chạy về Việt Nam bắt đầu ở đi thầy đồng thầy cốt tất cả những gì bên đó phán cho ông cái bắt đầu ông hồn phi phách tán coi như phán ông cái chu kỳ đó ông chết cái ông hồn phi phách tán ông đứng đầu cũng thấy ông chết rồi đó dạ, rồi bác à. đi bác sĩ bác sĩ cũng nói như vậy dạ, rồi bắt đầu ông đi bác sĩ rồi chính ông cái bắt đầu cái ông đặt kỳ ấm thị cho chính ông cái nó già dạ, tự kỳ ám thị đó rồi bắt đầu cái ông sanh ra bệnh đó, tới tôi banh cái khoa số ông ra tôi nói không có chết. Với lại thầy nói là đó. cái ngón tay của bác chưa có cái sợi chỉ đen hay gì đó. Dạ, quý vị muốn biết ai sắp chết tất cả những gì từ con nít cho đến người lớn nha. Tôi chỉ luôn cho. Từ con nít cho đến người lớn. Đó cứ uh, nam tả nữ hữu nha. Đàn ông mà thì tay trái, đàn bà bên tay phải. À, con nít nóng làm kinh, làm giật hay là bệnh đau tất cả những gì là cái bàn tay út lên, tự nhiên sẽ thấy một cái lằn dạ. Uh, yeah ngay cái ngón tay út này nè một cái đường chỉ bắt đầu là coi như là nó đi nó đi lên tới đây không sao tới đây không sao chừng nào mà nó vượt qua khỏi cái này đó, nè và ja, cái đường chỉ đen hoặc là cái đường chỉ đỏ nó là một là cái đường chỉ đỏ rất đỏ đó mà cái đường chỉ đỏ đó còn có thể cứu được mà cái đường chỉ xanh với lại đen đó là nó mà lướt qua khỏi cái này là chuẩn bị không quá 7 ngày là người đã chết đó. với lại thầy cũng nói là trên mặt của họ có những cái vết nám không thầy dạ ja. À, tất cả những gì cũng vậy hết á kêu bằng ở là trong về vấn đề phạm vi ở cái vùng này mà bắt đầu thấy nó có những cái vết đen sậm tất cả những gì là coi chừng kêu bằng ảnh hưởng bao tử đường ruột tất cả những gì xảy ra mà chết nhưng cũng chưa xuất sắc đây là hai cái đây đi hai cái đường này gọi là pháp lệnh đây là pháp lệnh nếu mà sắc thái của họ hồng hào tốt đẹp thì không sao nhưng mà tự nhiên bắt đầu có một cái đường đen hay cái đường đỏ nó cắt ngang là coi chừng chết. Đó, pháp lệnh là sinh mệnh sống. Quý vị biết không, người nào mà hai cái đường này càng sâu chừng nào á, chúng ta nó sống gì mà nó đến là cơ bằng 95, 98 tuổi chưa thấy cái chết nữa. Đó, còn những người mà nó cạn kiệt qua lại cái bức bóng nó là như vậy thầy nói vậy chứ đàn bà con gái mà hai cái đường này sâu phải đi làm xô cho nó cho nó, nó đỡ sâu của thầy nói thôi là thấy nó già lắm thầy, thành ra đó là cái 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 đường pháp định mà nếu mà sống lâu mà sống thọ mà lại già nua bệnh hoạn thì chắc mộng Lan cũng không có ham quý khán thính giả vẫn đang theo dõi cuộc nói chuyện của mộng Lan dành cho chim tinh gia địa lý gia Lê tấn đạt Sovaggio, à, cùng với lại à, mộng Lan à, khi mà nói về vấn đề mà tử vi đó mộng lang rất hạnh diện để giới thiệu đến quý khán thính giả là quý vị cũng nên có một lá số tử vi trọn đời để biết xem cuộc đời mình như thế nào thưa với quý khán giả bốn năm rưỡi trước thầy có nói mộng lan đó là mộng lan sẽ bị một cái hạng 10 năm đụng đâu hư đó đụng cái gì hư cái đó ai làm cái gì smooth không sao mộng lan đụng vô là te tua mà y hệt như vậy có nhiều khi mộng lan khóc luôn á quý vị mộng lan khóc với thầy mộng lan nói chứ là sao cái số phận mộng lan nó 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 nó, nó, nó bạc bẽo như vậy thì thầy nói đừng có trách ông trời vậy đó cái đó là cái vận mạng 10 năm mỗi người trong chúng ta có một cái vận mạng 10 năm đụng gì hư đó thưa quý vị và nó nó tới tấp nó đổ lên đầu quý vị tưởng tượng mộng lan về nhà hơn một ngày nước lỏng bỏng bỏm. té ra là cái 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 water heater nó bị bể rồi có một ngày em lan về thì em lan thấy là máy lạnh nghĩa là nó 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 thay vì là hơi lạnh nên ra hơi nóng mà nó liên tục rồi máy sấy bị hư rồi máy máy giặt bị hư tùm lum hết thành ra thưa với quý khán giả là cái cái 10 năm của quý vị nằm ở đâu thì quý vị có thể gọi cho chim tinh gia địa lý gia Lê tấn đạt survivo để thầy rút cho quý vị một lá số tử vi trọn đời nếu quý vị ở ngoài hoa kỳ mà quý vị ở những quốc gia khác xin quý vị email cho thầy và cho một lan biết ba điều tên quý vị là gì nam hay nữ và quý vị đang ở, ở tiểu bang nào hay là quốc gia nào thì Mộng Lan sẽ email lại cho quý vị cái cách mà quý vị trả tiền cho thầy để có một lá số tử vi trọn đời à, và nếu mà quý vị ở Hoa Kỳ đó thì quý vị có thể gọi cho thầy ở số là 714 909 4322 714 909 4322 email của thầy là đạt tấn lê 1969 at yahoo.com đạt tấn lê 1969 at yahoo.com quý vị đừng có viết cả nguyên cuộc đời quý vị trong đó nha quý vị Mộng Lan chỉ cần ba câu hỏi là Mộng Lan thưa với quý vị là tên quý vị là gì nam hay nữ và quý vị ở quốc gia nào nào quý vị cần coi tử vi hay là phong thủy vậy thôi. À, mà trước khi mà tạm chia tay đó thì th th xin thưa là cái phong thủy nó rất là quan trọng thưa với quý khán giả. Nếu một quý vị không tin đó thì quý vị cứ nhìn vào những người Hoa kỳ đi ở thành phố Las Vegas, sao quý vị thấy không là những cái casino mà có trứng nước hay là có trứng những cái gì mà đặc biệt đó quý vị thấy đó, đó là do người Hoa mà khi mà họ tin về phong thủy mà họ họ truyền đạt được cho những cái người mà ngoại quốc biết đó thì người ta rất là tin thưa với quý khán giả có tin có lành và khi mà sửa quý vị sẽ thấy cái sự khác Khác biệt thì thầy rất giỏi về phong thủy và thầy có một cái la bàn của quân đội bây giờ thì không còn bán nữa rồi nhưng mà cái la bàn này chính xác vô cùng khi mà thầy đến xem phong thủy cho quý vị đó thì thầy sẽ cho quý vị biết là ông thần long mạch đó như thế nào quý vị cần làm cái gì để sửa cái phong thủy để căn nhà được hạnh phúc à, rộn vang tiếng cười hay là cơ sở thương mại quý vị được làm ăn hanh thông à, quý khách hàng sẽ trở lại với quý vị còn quý vị không có cái la bàn đó cũng không sao tại vì ở khắp nơi trên thế giới thầy đều coi phong thủy nhất là các quý vị ở Việt Nam Mộng Lan đặc biệt cảm ơn các thương gia ở Việt Nam đó các uh, thương gia từ nam cho đến nữ đó, những người rất là trẻ, rất là bình thường nhưng mà rất thành công trong công việc. Rồi sau khi mà thầy sửa phong thủy cho họ, họ lại thành công hơn nữa và họ giới thiệu khách cho thầy. Phải không thầy? Dạ, thưa cô rất là đúng. Mà tôi nói thật sự tôi phục cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Tuổi trẻ mà bây giờ là triệu phú, tỷ phú rất là nhiều. Tức là giới trẻ họ thông minh lắm á thầy. Dạ, yeah. mà phải nói rằng là cha mẹ rất là là cực khổ lo làm, ăn lam lụ tất cả những gì. Còn các anh, các em, các cô phải nói rằng ráng chịu khó ăn học, biết chút đỉnh về vấn đề sinh ngữ, ngoại ngữ, người giỏi về tiếng Hàn, người giỏi về tiếng Mỹ, nước này, nước nọ. Rồi bắt đầu họ thành công trên phương trường mua bán, làm ăn và địa ốc. Họ giàu quá chừng luôn. Quý vị có tin không? Có những người làm chủ cả một cái công ty du lịch đó. Tôi nè là dân là người ở tại Long Hải, à, Phước Hải đó rồi bắt đầu chính tôi tôi cũng về đó để mà của bao nhiêu những năm trước á rồi tôi thấy tuổi trẻ thôi mà họ dám mướn đất hay là hoặc là họ đầu tư họ mua họ làm chủ luôn cả mấy chục cây số luôn đó quý vị đã... tức là thầy về thầy thăm nhà đó nhưng mà yeah. chỉ có cái là cờ cộng sản khắp nơi thành ra thấy cũng hơi buồn à, mình thèm nhìn một cái lá cờ việt nam cộng hòa ở trên đất nước của mình mong là sẽ có một ngày như vậy à, và xin thưa với quý khán thính giả là trong cái thời gian mà dịch bệnh này thì thầy không có tiếp khách ngay tại văn phòng cho nên là chỉ coi qua mạng thôi à, mộng lan mong là quý khán giả đang theo dõi chương trình mà cần đến một lá số tử vi trọn đời với cái phần tương lai thật là chính xác thì quý vị nhớ hãy gọi hay là email cho thầy để làm hẹn với thầy để mộng lan hướng dẫn quý quý vị cái cách trả tiền nha quý vị ở ngoài hoa kỳ xin quý vị hãy gọi hãy email cho thầy ở địa chỉ là đạt tấn lê một chín sáu chín at yahoo com đạt tấn lê một chín sáu chín at yahoo com một lan chỉ cần biết tên quý vị là gì nam hay nữ quý vị đang ở quốc gia nào và quý vị cần tử vi hay là quý vị cần địa lý phong thủy còn quý vị ở trong hoa kỳ quý vị có thể gọi số là bảy một bốn chín 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 bốn ba hai hai bảy một bốn chín chín bốn ba hai hai xin cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị và mong là quý khán giả à, sẽ có một cuộc sống Bình an và quý vị nhớ cẩn thận ra đường nhớ là phải có cái khẩu trang tức là cái mặt nạ che mặt và quý vị lúc nào cũng phải có cái đồ khử trùng để mà rửa tay về đến nhà thì rửa tay bằng xà phòng nha quý vị à, xin cảm ơn thầy và hẹn quý vị, thầy trong chương trình siêu âm tướng pháp kỳ tới thưa thầy chào cô chào quý vị xin kính chào quý khán giả Phong thủy là một học thuyết có nguồn gốc từ thời cổ đại, chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến vận mệnh, phúc họa của đời người. Muốn cho máy ấm của quý vị có nhiều tiếng cười, mọi người sống trong hạnh phúc, bình an. Muốn cơ sở thương mại của quý vị có đông khách hàng, khách vào lúc nào cũng vui vẻ, hài lòng và sẽ trở lại. Xin gọi chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt để thầy đến nhuận sắc lại phong thủy cho quý vị với một giá cả thật phải chăng 714 909 -4322 đời người là một cuộc hành trình biết bao hạnh phúc, sung sướng, khổ đau, thành công và thất bại. Đôi khi làm chúng ta chán nản với cuộc sống hiện tại vì không có câu giải đáp để chúng ta có đủ can đảm tiến bước. Mộng Lan xin hạnh giới thiệu đến quý vị chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề. Chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt đã bắt đầu được làm thầy lúc 12 tuổi, chuyên về siêu âm tướng pháp, tử vi, bói bài bát quái cửu cung, xem chỉ tay, địa lý phong thủy, bốc dịch. Muốn tìm hiểu thêm về số mệnh cuộc đời mình, xin gọi để lấy hẹn với chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt trong cùng ngày ở số 714 909 4322 909 4322.